Xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em. Trong chiều hôm nay xưởng mình đã lên được 50% chiếc xe này cho một người anh trai đến từ Sài Gòn. Và hiện tại thì chỉ còn 50% nữa là mình sẽ bàn giao chiếc xe này về Sài Gòn cho anh ấy. Hôm nay mình đã lên được 50% rồi. Lên luôn video cho anh em đang tham khảo và cũng như khách của mình được biết là cái xe này đã đang lên và chuẩn bị xong và bàn giao. Thì tất cả các cái phần sơn xi bên nhà mình đều là sơn bằng ô tô, còn khung sườn là sơn tĩnh điện hết cho anh em nhé. Đây này, khung sườn này là mình sơn tĩnh điện hết này. Đấy. Đồng hồ 0 km chưa chạy luôn anh em nhé. Xe này thì mình lắp thêm 2 quả trợ sáng cho khách này, yêu cầu này. Đấy. Thì hôm nay mình quay cái clip này thì cho anh em xem thực tế xe bên nhà mình làm và không có Photoshop hay là gì hết nhá. Đấy. Thụt này là mình lên thụt nhồi hết rồi anh em nhá. Thụt nhồi ti Nhật nhá, chứ không phải là thụt zin đâu. Vỏ thì vỏ zin nhưng mà thụt là thụt nhồi nhá. Nên là bảo cái xe nhà mình giá thành nó sẽ cao hơn tất cả các cái xe của các xưởng khác. Vì là mình lên rất nhiều đồ cho anh em nhé. Có thụt này mình đã đi thụt nhồi ti Nhật rồi chứ không phải thụt zin này. Cổ phốt thì mình lên cổ phốt vi vòng này. Đấy. Bát điện các thứ là mình làm lại toàn bộ thì để cho nó sáng nhé. Nhông xích là nhông xích mới anh em nhé. Nhông xích, tất cả nhông xích nhà mình đều thay nhông xích mới hết, mình không tận dụng nhông xích cũ. Đấy, kể cả những cái con ốc máy này, những cái con ốc mà ngày xưa nó chết rồi mình đã thay toàn bộ bằng dàn ốc lục của anh em nhé. Thì chạy nó mới ok được. Đấy, kể cả ốc bắt máy anh em cũng cứ sử dụng bằng cái ốc lục này này. Thì là nó sẽ chắc chắn, nó sẽ không bao giờ bị lỏng máy hay bị gì. Còn anh em cứ bắt bằng cái con ốc thường, bắt mấy phát nó đã chuẹt hết rồi. Ốc con cò này này, đầy đủ hết ốc con cò này. Đấy. Dàn điện thì mình thay toàn bộ dàn điện mới nhá, bỏ hết dàn điện của pin này. Mô pin này là mình lên mô pin sườn của gem này. Chiếc này thì lên 2 bóng trợ sáng nên là mình sẽ đi một con sạc lớn anh em nhé. Con sạc này ngoài thị trường bán rất nhiều, điện rất là khỏe để cho anh em đi điện trợ sáng, không phải lên 3 pha hay 4 pha gì hết, mà câu vào như đờ gem quay thôi. Chiếc này thì mình đã chạy điện IC Jupiter cho anh em nhé. Cái dàn điện nhà mình làm rất là gọn gàng nhá, nó chứ không rắc ra rắc rối đâu, nói chung là như mớ hỗn lộn đâu. Làm có nhiều xe anh em làm đến dây điện nó cứ lằng nhằng ấy, chả dây nào ra dây nào cả. Đấy, thì anh em nhìn cái đường điện nhà mình làm cái này, dây nào ra dây đấy, mình quấn nó gọn gàng vào, kể cả đằng sau này thế ống nước mình đi hết này. Đấy. Bình thì mình đi bình lớn này. Đây này. Dây điện này, quấn nước nó gọn gàng một chút. Anh em làm nó cứ xề xòa ra, đến lúc thợ khác mò vào rất là khó này. Đèn mo này, xi nhan này. Khi mà lên điện bình IC rồi thì cái xi nhan này ăn toàn bộ bằng điện bình nhá. Thì anh em sẽ phải thay một cái ổ khóa 81 này, như những video trước mình đã hướng dẫn này. Đấy. Đấy. Còi mới cho nó chắc. Đèn trợ sáng này. Đấy, khi mà mình đã lên điện bình rồi thì mình bỏ cái này. Cái công tắc này là công tắc này chạy TK tắt mát. Thế bây giờ mình lên bình rồi mình chạy IC, mình sẽ bỏ công tắc này. Thì mình tận dụng luôn cái công tắc này để mình làm trợ sáng luôn này. Đấy, anh em thấy sáng chưa? Đấy. Rất là sáng nhá. Hai quả này chạy thoải mái. Chi tiết mình bắt hết bằng ốc lục này. Cái nào ốc lục được mình sẽ bắt ốc lục này. Thì anh em chờ ngày video, hóng video của mình nhé. Ngày mai ngày kia mình sẽ cho em này lên hình. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của xưởng làm xe Tuấn Anh mình trong thời gian qua.
Đây là khung sườn khách gửi về sửa mình sơn tĩnh điện đây. Và chuẩn bị mình gửi đi. Cái sơn nhà mình là sơn tĩnh điện nên là rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy. Đây này, toàn bộ cái này của mình là sơn tĩnh điện hết này. Mình không sơn ấy. Đây, vỏ sim son mình cũng sơn ô tô luôn anh em nhá. Anh em nhìn qua giấy này đã thấy đẹp rồi này. Ốc thì dàn ốc nhà mình toàn là, kể cả long đen này mình cũng đã gô mạ lại toàn bộ mới hết cho anh em nhá. Ốc inox này. Đấy, ốc zin này. Đây này. Ốc zin rất là nhiều cho anh em chơi này. Tăng xích này. Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ xin liên hệ với xưởng làm xe Tuấn Anh mình nhá. Đây, xe chuẩn bị lên tiếp cho anh em đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Xin cảm ơn.